Giảm cân không phải chuyện dễ, giảm cân và biết chăm sóc để có ngoại hình lên hương cũng không phải chuyện đơn giản. Thế nhưng cô bạn dưới đây lại có đủ động lực và quyết tâm để làm điều đó. Hành trình mà cô chia sẻ trên mạng xã hội hút hàng chục nghìn lượt like cùng những bình luận khâm phục. Ai bảo ngoại hình đẹp hay xấu không quan trọng? Tạ Diệc Hà là nữ chính trong câu chuyện nói trên. Cô gái sinh năm 1998 có thời gian nặng hơn 70kg, da mặt đen sạm như đàn ông thường xuyên phải làm việc ngoài nắng. Ngoại hình kém xinh khiến cô gái mang nhiều tự ti, đến mức tự nhìn vào gương cũng thấy chán bản thân. Cô bạn tâm sự, động lực để quyết định lột xác là do tự nhận thức được cái xấu của bản thân và quan niệm ngoại hình đẹp mới có nhiều cơ hội. Ai bảo ngoại hình đẹp hay xấu không quan trọng? Quan trọng lắm luôn đó ý. Ngoại hình không phải lý do duy nhất để thích một người mà còn cả tâm hồn nữa. Nhưng ngoại hình phải đẹp thì người ta mới có hướng để nhìn vào nội tâm. Em lấy đó làm chân lý, chính bày tỏ. Quá khứ của Diệc Hà gắn với hình ảnh mũm mĩm, kém xinh. Cô nàng đã thay đổi để có vóc dáng thon thả và làn da mịn màng, sáng sủa hơn xưa. Cô nàng kể, cuối cấp 2, chuẩn bị lên lớp 10, em nặng lắm. Bố mẹ và những người xung quanh động viên mãi em mới bắt đầu tìm hiểu các chế độ ăn kiêng và tập luyện thể dục. Thời gian bắt đầu lột xác là khổ nhất. Em phải thay đổi tất cả những thói quen sinh hoạt cũ, phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều khi nhìn thấy đồ ăn. Nản và bỏ cuộc thì không biết đến bao nhiêu lần cho vừa. Dần dần, Diệc Hà cũng thích nghi được với chế độ ăn mới và tăng tần suất vận động cơ thể. Em sử dụng chế độ low carb, gần như em kiêng hẳn đường và tinh bột. Cùng với đó là tập luyện thể dục. Mặc áo mưa chạy bộ và xem những bài tập giảm cân trên mạng rồi tập theo. Mỗi ngày em tập khoảng 4 tiếng. Sáng 2 tiếng, chiều 2 tiếng. Đặc biệt, em luôn chú ý uống đủ nước và ngủ đủ giấc, ngủ đúng giờ. Diệc Hà của hiện tại nặng hơn 50kg với chiều cao 1 u. Trong quá trình tập luyện, cô gái cũng gặp những sự cố bất ngờ, thậm chí đau thương. Em mặc áo mưa để chạy bộ, mồ hôi chảy mà bố em còn tưởng ai làm đổ nước ra nhà. Chạy trong nhà xong thì chạy quanh sân. Em còn mua cái máy đạp xe về để tập, cật lực đến mức bon gân phải bó bột, Diệc Hà kể. Bạn đồng hành có tâm. May mắn là trong quá trình giảm cân, chính có một người bạn thân để đồng hành và cùng đe dọa nhau mỗi khi thèm ăn. Bạn ấy không béo kinh khủng như em nhưng lại hơi lùn. Mỗi lần hai đứa rủ nhau giảm cân thì quyết tâm lắm, cấm đoán nhau các kiểu. Bình thường mọi người muốn giảm cân thì xem ảnh những người có thân hình chuẩn để phấn đấu. Riêng bọn em thì tự xem lại ảnh ngày xưa để tự nhắc nhau là phải đẹp lên chứ không được trở lại như trong ảnh, cô bạn dí dỏm. Diệc Hà phải, và cô bạn thân sau hành trình lột xác thành công. Cặp bạn thân luôn có ý thức giữ gìn sắc đẹp cho nhau. Diệc Hà và cô bạn thân đã có 4 năm gắn bó. Cả hai đều mong muốn thi vào trường nghệ thuật nên càng có ý thức chăm chút về ngoại hình. Ngoài việc giảm cân, cả hai tích cực tìm hiểu cách chăm sóc da, học trang điểm và thay đổi kiểu tóc cũng như cách ăn mặc. Nhờ kiên trì ăn uống khoa học và tập luyện đều đặn, Diệc Hà và cô bạn thân cuối cùng cũng có những thay đổi tích cực. Dốc dáng gọn gàng hơn, da dẻ sáng láng, mịn màng và đặc biệt là tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Ngày xưa em xấu nên chẳng có ai thích đâu, chỉ có em thích người ta thôi. Em đơn phương thích cứ cũng chẳng dám nói ra. Bây giờ em đã tự tin hơn, cũng có nhiều người để ý, có người tỏ tình. Nếu em có thích ai thì em cũng có thể tự tin bày tỏ chứ không phải giữ trong lòng nữa, chính hào hứng. Vẻ ngoài được cải thiện giúp Hà tự tin vào bản thân. Học ngành quản lý văn hóa, Diệc Hà cũng cô bạn thân có nhiều cơ hội đi biểu diễn trong các chương trình văn nghệ lớn. Đây cũng lý do mà cả hai thường xuyên phải giữ gìn vóc dáng. Có những lần bị đạo diễn trích còi vì béo quá, bọn em lại bảo nhau giảm cân khẩn trương. Cả hai dặn nhau, tao mà đòi ăn thì mày đừng cho tao ăn nhé. Rồi mua sách dinh dưỡng, tìm các bài thể dục trên mạng để bắt nhau tập. Cô bạn hiện là sinh viên khoa quản lý nghệ thuật của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.
Hiện tại, dù không phải ăn uống theo chế độ kiêng khem nghiêm ngặt, nhưng Diệp Hà vẫn chú ý chọn thức ăn tốt cho sức khỏe. Cô bạn chia sẻ buổi tối thường ăn trước 19 giờ, uống đủ nước. Bên cạnh đó, cô cũng tự tập các bài thể dục hoặc chạy bộ lúc rảnh rỗi. Em thích câu, không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp. Làm cho bản thân mình đẹp lên thì tại sao lại ngại lười? Dược lên chính mình đi, rồi bạn sẽ nhận được rất nhiều điều tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng, Diệp Hà nhắn nhủ.